cái bản làng 128 người ở Lào Cai mà mới cứu được có 30 người, tìm được 16 thi thể. Thì các bạn nhớ khi mà bão qua thì các cái tỉnh mà bị nặng nhất là bao gồm có là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và kèm theo là các cái tỉnh như là Thái Bình gần xung quanh đó. Nhưng mà mấy cái tỉnh vùng cao này thì không có bị bão, nhưng mà họ lại hứng chịu lũ. Lũ nó tràn mà hiện nay á, là nhà nước chúng ta đang đàm phán với phía Trung Quốc là kêu họ đừng có xả lũ. Các bạn thấy vấn đề chúng ta mà hệ Trung Quốc ảnh cứ xây mấy cái đập thủy điện dài 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 từ trên cái đầu nguồn thượng nguồn của sông Hồng á, nó bắt nguồn từ các cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc nó chảy xuống. Nó đi qua sông Lô rồi qua sông Thao rồi đủ các kiểu á. Như là cái cầu Phong Châu là nó đi qua sông Thao. Vì thế cho nên rằng là nếu như mà mấy cái thập thủy điện của họ trên đó họ xả lũ thì dưới này là dân ta hứng chịu toàn bộ lũ. Mà chuyện này nó xuống mà nó quét mà nó vùi lấp cả nguyên một cái bản làng 128 người ở Lào Cai mà hiện nay mới cứu được có 30 người và 16 người đã mất, xảy ra ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Rất buồn lắm các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 120 tỷ đồng, nói về vấn đề mà ủng hộ quyên góp đó, cho đồng bào vùng bão lũ. Và hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi là người dân tiếp tục chia sẻ. Tỉnh Quảng Nam thì ủng hộ 22 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình thì gần 5 tỷ đồng cho các đồng bào hỗ trợ vùng Bắc, miền Bắc. Nhà nước chúng ta thì đã có đề nghị Trung Quốc là phối hợp và không nên xả lũ thủy điện. Nói thì mình nói chứ nó cũng xả. Tại vì những cái bây giờ nó xây hàng trăm cái thủy điện trên cái thượng nguồn sông Hồng của mình. Hiện nay thì rất là kinh khủng các bạn. Lũ lụt chưa từng có ở miền Bắc. Hiện nay Cao Bằng thì vẫn còn 31 người đang mất tích, đang nỗ lực tìm kiếm. Đó là ở Cao Bằng nha. Rồi còn ở Lào Cai thì chúng ta chưa nói đó. Còn ở Yên Bái thì đồng bào coi như là bị mất lương thực, bị ngăn cách không có nguồn lương thực luôn. Đang yêu cầu khẩn cấp lương thực. Thì đương nhiên cái này là phải những cái cơ quan chức năng hoặc là như là báo chí tuổi trẻ thì họ có trao quà, nhưng mà khi báo tuổi trẻ đi thì có lực lượng, có sự hỗ trợ của bên quân đội, những người giúp đỡ chứ đâu phải họ là cơ quan tổ chức mới được, chứ cá nhân không đi được nha. Lũ sông Hồng hiện nay lên rất là nhanh, cắt điện tối om, người dân ở quận Hoàng Kiếm ôm chiếu sơ tán trong đêm. Hình như em đi Phương ở quận Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm thì phải. Chưa từng có. Hà Nội đang báo động ở cái mức cao nhất. Còn hiện nay cái nhà điều hành của thủy điện ở Lào Cai thì đã bị sập. Cái nhà điều hành thủy điện đã bị sập và 5 người bị mất tích. Giám đốc điện lực của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh thì bị đình chỉ. Tại vì ông ta đã vắng mặt như thế nào, mức độ không liên lạc được làm cho cả mất điện. Và hầu như là tất cả các khu vực miền Bắc bây giờ đang ở trong cái tình trạng là mất điện. Rất là nguy hiểm. Người dân bây giờ đang rồi các bạn, cái tình trạng nước sông Hồng hiện nay á thì cứ mỗi một giờ là dâng lên 10 cm. Một giờ là nó dâng lên một tấc. Hiện nay thì Hà Nội đang tính toán với cái phương án là chuẩn bị sẵn sàng lũ ở mức báo động cấp 3. Báo động 3 là cái mức cao nhất. Đúng là sốt cả ruột luôn. Các bạn nghe thử cái tình hình bên này khi mà Một người mất tích tại Lai Châu, có một người chết do sạt lở đất.
Phú Thọ thì có 8 người mất tích do sự cố là sập cầu Phong Châu. Và quả thật là khi mà nhìn vào những cái con số này thì chúng tôi thực sự là không biết nói gì hơn. Bởi vì có rất nhiều những điều mà đã xảy ra và quá tang thương khi mà cơn bão Yagi đã đi qua và để lại những hậu quả là quá khủng khiếp vào lúc này. Và điều mà chúng tôi có thể làm lúc này chắc là sẽ hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ đồng hành với chúng tôi và chia sẻ livestream này tới nhiều hơn nữa những người thân và bạn bè của mình để chúng tôi có thể tiếp nhận những thông tin từ quý vị khán giả về những tình hình bão lũ hiện tại ở các tỉnh thành và hỗ trợ cho những trường hợp mà còn đang có hy vọng và chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, lũ quét và sạt lở do áp thấp sau bão và khiến thiệt hại về cả người và của vào lúc này. Vâng ạ, bạn nhôm hệ cao cấp thì cảm ơn anh Quân, và có bạn thì chúng tôi hiểu được sự khó khăn của bão lụt. Tôi cũng đã ủng hộ một chút cho mặt trận Tổ quốc. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng rằng là những cái thông tin, những cái câu chuyện liên quan đến những cái người gặp nạn vào lúc này cũng sẽ là một cái thứ khiến cho cái lòng trắc ẩn của chúng ta được lay động, và chúng ta sẽ có một chút đóng góp nào đó, dù ít dù nhiều, dành cho những cái người đang gặp khó khăn ở mọi nơi, đúng không ạ? Và như những gì em chia sẻ là em không có nhận tiền. Em không có nhận tiền, em không nhận donate, em không nhận bất cứ thứ gì liên quan đến tài sản cả. Và em chỉ mong muốn rằng là làm thế nào để trở thành một cái cầu nối giữa những người đang đang thực sự cần và những người đang muốn giúp, họ kết nối với nhau, những cái cánh tay nối giải kết nối với nhau thôi. Mà giống như ở đây thì các bạn nhìn thấy trên bảng tôi đã để một cái bảng, đấy là cái bảng là Ủy ban Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, là đưa những cái đơn vị để mà tiếp quản về những cái tài khoản đó các bạn. Đây. Đây là thông tin tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra. Người ta đưa một số tài khoản này, bao gồm có thứ nhất là tài khoản tại kho bạc, thì các bạn ghi là tên là tài khoản văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ha, có số tài khoản vân vân. Tài khoản tại ngân hàng thì tài khoản Việt Nam á, tài khoản ngân hàng thì nó có hai tài khoản Việt Nam và tài khoản ngoại tệ. Tài khoản Việt Nam thì sẽ vào vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, số tài khoản 00110019321H. Thì tôi nghĩ là mấy cái số tài khoản này đưa lên không có sao đâu các bạn, đây tài khoản cứu trợ mà. Đây là thuộc về ngân hàng ngoại thương, số tài khoản ngoại thương đó, rồi tài khoản ngoại tệ đó. Ngoài ra nó có tiếp nhận tiền ủng hộ bằng tiền mặt thì tại văn phòng ủy cơ quan ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi Hà Nội. Một lát tôi sẽ up cái này lên trên cái phần trang cộng đồng ha, là bạn nào muốn cần biết số tài khoản thì vào đây gắn vào đây ủng hộ nha các bạn. Đó là trực tiếp tại trung ương, cái đó là thông báo của bên mặt trận tổ quốc trung ương, hiện nay là đang rất cần sự hỗ trợ. Chắc chắn là khí hậu của ông ở chiến tranh của ông họ rồi, họ họ thải những cái chất, những cái hóa chất vào không khí rất là nhiều nha, vào khí rất là nhiều các bạn. Chúng ta tiếp tục ha. Hiện nay thì chúng ta thấy rõ ràng là cái nhiều cái điện điện của bên toàn miền Bắc đó các bạn, điện toàn miền Bắc là đã coi như đa số là bị sập, bị mất điện một cách trầm trọng luôn. Cho nên là chúng ta bây giờ chỉ cần có điện để phục hồi cho người dân được an toàn tránh bão lũ, còn vấn đề sản xuất thì coi như là phải ngưng lại rồi. Học sinh thì được nghỉ học. Hiện nay nếu mà trong trường hợp các bạn thử nghĩ, nếu mà Hà Nội mà có bị lụt xảy ra ở mức độ báo động 3 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nhớ lại cách đây một thời gian rất lâu là khoảng năm 2008, các bạn nào ở Hà Nội nhớ hả? Cái cầu Trương Dương lúc đó là người ta muốn đi vào Hà Nội đi qua cái cầu Trương Dương đó là phải, hồi đó chưa có cái cầu mà hồi đó là hình như là phải đi bằng bằng thuyền, đi bằng thuyền mới được. Năm 2008 hình như tôi nhớ tôi ra năm đó, năm 2007 2008 vẫn còn đi bằng thuyền, cách đây gần 20 năm, mười mấy 20 năm. Chuyện ngày xưa Hà Nội bây giờ nó khác xưa rất là nhiều, nhưng mà vấn đề xây dựng và quy hoạch
cái thành phố mà không có dự trù được tương lai thì chỉ cần một trận thiên tai bão lũ thì nó sẽ bật lên tất cả những cái tham nhũng, những cái vơ vét trong vấn đề đầu tư công. Ngày hôm qua là mấy cây xanh, bây giờ lũ lụt còn tới đường xá. Đặc biệt các bạn nhớ Hà Nội mỗi lần mà mưa một cơn trận lớn thì Hà Nội cũng như lụt luôn, không có cấp thoát nước, không có đi được cái chỗ nào hết. Để coi, tôi nhớ tôi đưa lên cái hình ảnh này, đưa lên Hà Nội bây giờ cũng đang lụt, người đi là nó phải là coi như là mất luôn. Và hiện nay thì quân đội đã vào cuộc các bạn, quân đội đã vào cuộc. Nên thấy không, trong những cái tình hình như vậy mà không có quân đội thì ai làm đây? Đó. Quân đội đã sẵn sàng thiết bị lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập. Cầu Phong Châu bị sập là cầu ở Phú Thọ đó. Cái cầu sập nó rất là nguy hiểm. Có vấn đề gì nếu mà không có cầu, tại sao phải lập cầu phao các bạn? Cầu phao là trong trường hợp thay thế. Thì nếu như trường hợp không có cầu thì có những trường hợp cần cứu chữa thì các bạn biết đi đường đường sông, đường biển đâu có bằng. Có cầu để mà xe cộ họ qua lại để mà cứu trợ cho nó nhanh. Bây giờ chỉ có đi bằng là một là trực thăng máy bay, hai là đi đi đường bộ, chứ còn đi đường tàu thủy thì, mà đường tàu thủy thì các bạn biết cái cầu á, ở dưới cái gầm cầu này mà hiện nay nước sông Hồng nó dâng lên như vậy thì cái nước sông Hồng nó chỉ cách cái gầm cầu, mà tôi nhớ là cách cái cầu Trương Dương hồi nãy tôi xem á, là chỉ cách có 1,5 m thôi. Nếu mà nước sông Hồng mà nó lên nữa, tiếp tục lên cho cái đà này thì chắc chắn là nó sẽ ngập luôn cả cái cầu Trương Dương. Mà cầu Trương Dương mới xây sau này nó đã cao hơn, còn cái cầu mà Phong Châu ở Phú Thọ này thì nó rất là thấp. Mà khi mà nước đã ngập lên cái mặt cầu Trương Dương, điều đó cũng có nghĩa là Hà Nội đã bị lụt. Tại nó ngập qua luôn cả đồng bằng rồi, coi như hoa màu lúa là coi như là mất hết. Đúng không? Chúng ta nhìn đây. Chiều 10 tháng 9, binh chủng công binh đã tập kết trang thiết bị sẵn sàng lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu vừa bị sập khi điều kiện thời tiết dòng chảy cho phép. Là những cái thiết bị cầu phao lắp ra, mà cái này thì chỉ có quân đội mới làm được thôi. Đây các bạn nhìn các hình ảnh này. Các thiết bị cầu phao sẵn sàng rồi ha. Tại vì cái này là thuộc về binh chủng công binh họ mới làm được. Trong những trường hợp bão lụt như thế này thì công binh họ sẽ làm việc những việc này. Quân đội nó có thế mạnh rất nhiều cái lực lượng chuyên ngành để mà làm. Cho trong cứu trợ bão lụt thế này thế kia là phải có quân đội các bạn. Chống chọi với thiên nhiên phải có quân đội mới có đầy đủ trang thiết bị. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 2 có mặt tại huyện Tam Nông, Phú Thọ kiểm tra công tác cứu hộ cứu nạn lắp đặt cầu phao tại vị trí chân cầu Phong Châu. Tại điểm tập kết phía hạ lưu gần cầu Phong Châu, Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Phó Tham mưu trưởng Công binh đã báo cáo với Trung tướng về công tác chuẩn bị cầu phao. Theo đó, binh chủng đã huy động 198 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 248 và trang thiết bị để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các bạn thấy rất rõ đây ha, hình ảnh đây. Cái này là cầu phao này là tại sao lại có các bạn? Thì giả sử như trong cái thời kỳ chiến tranh đó các bạn, khi mà đánh giặc hay là đổ bộ mà nó có những cái mà bị sông mà cầu bị sập á, thì quân đội phải lập tức ngó lập những cái thiết bị cầu để cho mà lực lượng bộ binh, các cái binh chủng khác đi qua. Cái này là trang thiết bị trong quân đội là họ có. Cái này đủ ha. Các bạn biết là quân đội chúng ta thì có nhiệm vụ không phải chỉ bảo vệ Tổ quốc, mà có nhiệm vụ thứ hai nữa là hỗ trợ người dân trong vấn đề là cứu trợ bão lụt và phòng chống thiên tai. Cho nên cái này là nằm trong cái tiêu chí là đã được
đã được là coi như là đã được là tập luyện tập dượt từ trước rồi, tại vì đất nước chúng ta là chuyên môn mà chính thiên tai mà, nên luôn luôn được tập dượt. Đó thì sẽ có những số hotline mà chúng tôi đã để trên màn hình, với số hotline đó là 094 441 3044 để quý vị có thể chia sẻ những câu chuyện hay là những khó khăn của quý vị. Bên cạnh đó thì hãy inbox trực tiếp cho fanpage của bình luận viên Anh Quân và đăng tải những thông tin và những bài đăng trên group của bình luận viên Anh Quân. Đây là một group mở để quý vị có thể chia sẻ những thông tin và đăng tải về nơi quý vị đang sống hay là những hoàn cảnh. Fanpage của bình luận viên Anh Quân cũng như là kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với. Mực nước đã dâng đến nóc nhà rồi. Thì đã lên tín hiệu SOS khẩn cấp. Thế là hiện tại thì cả nhà ơi hãy san sẻ bớt chút cứu trợ cho tỉnh Tuyên Quang, quê em là huyện Na Hàng và Chiêm Hóa, vì hai huyện nhỏ được ít ít được biết tới. Vâng, thì có vẻ là như là ở Tuyên Quang, tình hình tại Tuyên Quang cũng đang khá là căng thẳng khi mà nhân lực thì không đủ, mà lại trước này chưa từng xảy ra ngập lụt, cho nên là kỹ năng phòng chống thiên tai ở địa phương này đang khá là hạn chế. Sức người thì không chống lại được sức nước, cho nên là đang rất cầu mong quý vị lan tỏa thông tin để các cơ quan chức năng cũng như là các mạnh thường quân có thể có được những chuyến cứu trợ đến hai địa bàn này. Giờ thì Minh Hải nghĩ rằng là đây là đều là những chuyến xe tình thương và đúng những rồi. Cái cước Cầu xe Trương không đồng Dương mà này thì ngập hoàn là toàn cả là Hà đúng Nội theo bị lục đấy. họ chở đi với cái trái tim và cái tình yêu thương đồng bào của mình. Và chắc hẳn là nếu mà Minh Hải và anh Thanh Tùng có cơ hội thì chúng ta cũng đều sẵn sàng là có thể lên đường để có thể ứng cứu người dân, có thể khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi này. Và thưa quý vị là đối với các tỉnh thành khác, ví dụ như là đồng bào miền Trung và đồng bào miền Nam hiện tại thì cũng đang chung tay để hỗ trợ miền Bắc khắc phục những hậu quả sau cơn bão Yagi. Theo những thông tin mà tôi cập nhật được thì Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã tiếp tục chi viện thêm người và phương tiện và máy móc để ra các tỉnh thành phía Bắc hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra. Hiện nay thì các nhóm thiện nguyện ở tỉnh Quảng Bình thì đang kêu gọi và kết nối tới nhiều nơi để tập hợp các loại thuyền cano để chuẩn bị đưa ra các tỉnh thành phía Bắc hỗ trợ bà con. Ngoài ra thì Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng vừa thống nhất hỗ trợ các địa phương phía Bắc có thể khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Bước đầu tiên thì Đà Nẵng đã trích ra 25 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh thành phía Bắc và đồng thời lập các đoàn công tác trực tiếp ra các tỉnh bị thiệt hại để có thể thăm hỏi, động viên, chia sẻ và khắc phục hậu quả của bão Yagi. Đúng là những khi mà Việt Nam của chúng ta có những đợt thiên tai như vậy thì chúng ta thấy rằng là người đồng bào của chúng ta đã hỗ trợ như thế nào. Ngày trước thì chúng ta cũng đã hỗ trợ rất nhiều vào miền Trung và bây giờ thì miền Trung của chúng ta lại hỗ trợ quay trở lại miền Bắc. Đó là một cái tình cảm mà Minh Hải nghĩ rằng là sẽ là một điều mà chúng ta sẽ luôn luôn nhớ và khắc cốt ghi tâm. Dạ vâng, thật ra chia sẻ với Minh Hải một chút, thế là cho dù một mình. Hà Nội được có một cái gì nữa là các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 120 tỷ, Đà Nẵng 25 tỷ, Quảng Nam 20 tỷ, Quảng Bình 5 tỷ, từ từ thì tùy theo cái tỉnh thì cái tình hình kinh tế của người ta, đây là của chính quyền địa phương họ gửi ra, chính quyền tỉnh gửi ra, của ủy ban của chính quyền các cấp chính quyền tỉnh, còn người dân của mỗi tỉnh đóng góp nữa. Tôi tin là chắc chắn là sẽ đóng góp, người người nhà nhà đóng góp thôi. Thủ tướng đã rất là khen ngợi đề cao hai tỉnh, đó là hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng là hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong cái kỳ bão này, nhưng họ đã từ chối vấn đề khi nhà nước hỗ trợ cho hai tỉnh đó 200 tỷ đồng để mà khắc phục, thì họ xin phép là gửi lại cho nhà nước để đưa cho các cái tỉnh khác còn đang gặp khó khăn. Thật sự là cái tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Phòng là hai cái tỉnh giàu đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng là thành phố cảng, Quảng Ninh là thành phố mỏ, rất là nhiều giàu, cho nên là tôi nghĩ là họ có thể dùng cái ngân sách của địa phương để mà khắc phục được, và nhường, không phải là từ chối, mà họ nhường cái suất 200 tỷ đó cho các địa phương khác, trong khi họ là những cái tỉnh
gặp gặp cái thiên tai là gặp cái bão dân như vừa rồi là nặng nhất. Hiện nay Quảng Ninh đang mất điện toàn diện, khắc phục chỉ mới được khoảng có 30%. Họ đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn nhường cơm xẻ áo, vẫn nhường cái phần mà của Trung ương chi viện cho họ, họ và Hải Phòng nhường lại cho các tỉnh khác, trong khi họ là người hứng chịu cái cơn bão nặng nhất hai cái tỉnh đó. Các cái tỉnh ở miền Tây, Tây Bắc, ví dụ như là Tuyên Quang, Lào Cai, những cái tỉnh đó thì họ không có bị bão, hoặc là bão chỉ phớt qua thôi, đi nhẹ qua thôi. Nhưng họ lại hứng chịu cái vấn đề lũ. Khi bão chúng ta nó chuyển qua Trung Quốc thì người bên nước Trung Quốc họ xả lũ luôn. Họ có cả hàng trăm cái thủy điện trên cái thượng nguồn của cái sông Hồng. Đó là vấn đề thiệt hại kinh tế về sông Hồng, chúng ta sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với cái đồng lúa bựa đồng bằng sông Hồng. Cũng như chúng ta bị họ xây thủy điện để chặn mất cái nguồn nước của cái đồng bằng sông Cửu Long. Cho nên là hiện nay sông Cửu Long bị khô hạn, bị hạn ngập mặn là bởi vì họ xây dựng nó nước không có vào. Nước không vào thì không có nước ngọt. Sông Cửu Long thiếu nước, không có nước ngọt thì nước biển sao sẽ là xâm ngập mặn, là lý do vậy. Tuy có nước ngọt thì nó sẽ trao đổi và nó sẽ chuyển hóa đi, nhưng mà không có nước ngọt thì nó sẽ xâm ngập mặn. Và miền Nam bị vụ đó, tất cả đều là ông Trung Quốc. Ở đây là những cái số ra tài khoản này, các bạn nào ấy thì cứ việc ấy đi ha. Sông Hồng thì có dự án, nhưng mà dự án hiện nay cái phải nói là cái mực của sông Hồng đó, nó là bình thường, nhưng mà khi mà Trung Quốc mà đã xây những cái chào lũ vậy đó, thì chúng ta phải nâng cấp cái sông Hồng lên. Muốn nâng cấp thì thế nào các bạn? Thì chỉ có nước xây đê thôi, xây bờ kè của sông Hồng đó. Cái khu vực mà nó gần Hà Nội đó. Xây bờ kè của sông Hồng, xây bờ kè cho nó cao lên, chứ giờ đâu còn làm sao mà nâng cả cái thành phố lên được, khó khăn nè. Bây giờ đây, hiện nay là quận Hoàn Kiếm đó. Hình như quận Hoàn Kiếm là ở gần sông Hồng đó, là quận nội đô nhé, đang bị quận Hoàn Kiếm hiện nay căng lắm. Người dân mà ở mấy cái chung cư cao ốc thì không sao, mấy người dân ở dưới thấp mới làm, mấy người dân ở nhà thường, nhà mệt đó mới mệt. À, quận Hoàn Kiếm hình như chắc cũng ít ấy hả? Cũng ít hình như là cũng ít ở nhà cao tầng lắm. Không bao giờ ngập được cầu đâu hả? Chuyện đó đâu có nói được bạn. Nếu mà họ xả lũ thì sẽ ngập đó. Giờ nước lũ mỗi là một giờ đồng hồ mà nó tăng 10 cm, có nghĩa là trong một ngày nó sẽ tăng 2,4 m, đúng không? Một giờ mà 15 cm thì trong một ngày sẽ là tăng 2,4 m. Annie ở quận Tây Hồ. Như vậy là chắc Lê Hồng Hạnh. Ở đây tôi có mấy người ở quận Hoàn Kiếm. Quận Hoàn Kiếm khán giả tôi rất là nhiều. Này quận Tây Hồ. Lê Hồng Hạnh thì ở quận Đống Đa. Còn mấy quận này mấy quận mới được các bạn. Hình như Tây Hồ mới có mới không ta. Còn mấy quận Hoàn Kiếm, mấy quận cũ hiện nay Hoàn Kiếm đang mệt. Cho nên cái quy hoạch của mình nó mang cái tính chất là, nó chỉ mang cái tính chất là chấp giá, hoặc là mang cái tính chất là sai tới đâu sửa tới đó, hay là có những chất là như phòng thủ hơn. Mình phải có một cái quy hoạch tầm nhìn một thời đại này phải 100-200 năm, và chúng ta sống ở bên cạnh cái ông kẻ thì chúng ta phải biết ông trước mặt thì ông ngọt mà sau lưng thế này mấy ông lại như vậy, cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng thôi, chứ không thôi thì nó mệt lắm, rất là mệt. Hiện nay là đang cấp tốc phải không các bạn? Hà Nội đang báo động.
anh nó đang quận Hoàn Kiếm thì như thế nào anh? Ở đây nè, tôi không biết mà thấy báo chí nói là quận Hoàn Kiếm là có, thì đương nhiên một cái quận thì nó rất là rộng, mình đồng ý cái một cái quận hiện nay Hà Nội phải như ngày xưa, quận nó rất là rộng và nó có một cái số nơi thì cái những cái số ấy thì nó bị, chứ còn như các bạn mà ở nhà chung cư thì đâu có phải lo, nhà chung cư đâu, cái nhà nhà thấp thì mới lo chứ, nhà chung cư và thông thường mấy cái chung cư thì người ta lại thay ta làm cái nền, người ta lúc nào cũng cao hơn, chỉ có những nhà dân thôi, ở đây là chắc mấy những nhà dân đó. Những cái nhà dân bình thường đó. Quân Lê à? À, thì Quân Lê giúp được mà, cổ cần giúp doanh nghiệp có tiền thì giúp thôi, làm vậy nó mới tốt đúng không? Giờ này có nhiều người mà nhiều khán giả, tại sao cái thời gian này mà lại đi 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 nghe à chị Nhân ơi, những cái vùng mà nó ven bên bờ sông thôi hả, nội thành thì không lục thì chúng ta có chuẩn bị thôi. Thời buổi đăng đợi gì mà thay vì cái đồng tiền mà đi nghe những cái bọn mà nó hát nhép á, xong rồi còn cầm tiền lên mà cho nó nữa, thì cái đồng tiền ta chuyển vào đây để ta hỗ trợ cho người dân mình có phải tốt không? Nó chưa xứng đáng được ca sĩ Hạng Bét nữa chứ đừng có nói làm gì. Ca sĩ Hạng Bét là dù người ta hát dở hát thế nào hát nhưng người ta không hát nhép. Cha nó thì ngày xưa chửi người ta hát nhép, chỉ mà tập nghề tập sai một chút xíu là ông đấy rồi, còn bây giờ thì nó như thế nào, kinh khủng thiệt, sợ quá. Vậy mà có những nhiều người đem tiền đi cho những cái bọn đó vô ngồi nghe con điên con khùng nó hát dư hơi quá. Nè bạn Nguyễn Hữu Hạnh nói Hà Nội đang chạy lũ rồi cô kìa. Đúng là ở một số bạn ở ở quận Hoàn Kiếm là quận Hoàn Kiếm, mà cái khu vực nào tôi không biết, mà báo chí nói là đang chạy lũ. Đang chuẩn bị dời nhà lên đó. Dùng Chương Mỹ nước đã lên ngang nửa nhà rồi kìa. Đó. Hà Nội tùy thì nghĩa là cái vùng mà nó nghiêng về phía bờ sông đó ha, thì nó bị nước sông Hồng cách chân cầu Long Biên 3 mét. Cách chân cầu Long Biên 3 mét, nhưng mà hồi nãy tôi xem thì cách chân cầu Chương Dương, cầu Chương Dương là cầu mới xây, cách chân cầu Chương Dương là 1,7 m, lúc đó là 7 giờ 19 giờ mà cách 1,7 m, mà nếu mà nó lên bằng cái cầu Chương Dương thì coi như xong luôn, tại vì cái cầu thì đương nhiên nó phải cao, cái cầu luôn luôn nguyên tắc phải làm cầu là cái cầu nó phải cao hơn cái đất liền rồi đúng không, nó cao hơn cả mét hoặc là nửa mét nó mới lại đi xuống, mà nó lên bằng đó thì tất nhiên là ngập lũ rồi. Đương nhiên là bây giờ một số cái ở bên ngoài chắc chắn. Bạn Phan Phương Hằng, em ở ngày nay cầu Chương Dương nè, đúng không? Hồi nãy tôi coi lúc 19 giờ tôi coi phóng sự thực tế các bạn. Thì là cách 1,7 m. Thì xe con xe buýt vẫn đang đi, nhưng đi mà hồi nãy là cách 1,7 m, 1,8 m, trong phạm vi là khoảng 2 mét. Mà xe chạy rất chậm, không có chạy nhanh. Em thấy xe chạy mà chạy chậm. Còn ở Hà Nội một số vùng là nước mà xe máy mà chạy mà đã lên lên là coi như là nửa nửa đường, nửa chiếc ngập nửa chiếc xe rồi. Chắc mắc bạn đi làm, bữa nay ai làm ăn gì nữa trời. Đây là Hà Nội nè. Đấy, Hà Nội đó đang ngập nước đó, thấy không? Phải dắt bộ chết máy hết chứ làm gì đi nổi nữa. Giờ ngập vậy là như cái anh già áo cam này các bạn nhìn coi, ngập qua cả bình xăng luôn rồi, về là chỉ có tiêu chiếc xe luôn, hết đường chạy. Mà dắt vậy á, là tôi nói các bạn nghe phải rồ máy nha, chứ bạn không rồ máy là chết đó. Rồ máy nhưng mà bóp thắng, rồ máy cho thiệt là mạnh rồi bóp thắng để cho nước nó ra, chứ mà không thôi nước nó vào là về con lột dên làm máy toàn bộ. Tôi bị thôi, hồi xưa tôi bị hoài. Rồi tôi đi tôi không biết sao em tôi nó mới chỉ cho tôi là phải đạp thắng, còn công tay ga thì bóp thắng, rồ ga cho thật là mạnh nhưng mà phải bóp thắng để cho nó tống cái nước ra, chứ không thôi về là hư xe hết. Đây nè bạn thấy rút xe không? Xe tay ga là về là tiêu hết. Xe đi mưa vậy xe số thì đỡ, xe số thì có số mình đạp mạnh được, nhưng mà xe tay ga là dễ chết lắm.
Mỹ hết. Một không biết bữa nay Hà Nội nghỉ làm việc, cơ quan chức năng có làm việc nữa không trời, nghỉ chứ mà làm gì mà làm luật nữa đó, khổ quá các bạn. Gà số 1 chính xác rồi, hồi đó cô chỉ đi số 1 thôi, hồi đó mùa mưa là không có dám đi xe xe tay ga nha, đi xe tay ga hôm trước đi, hồi xưa tôi thích đi Airlax nha các bạn, tôi về tôi quăng nguyên chiếc xe Airlax luôn, nắc bấy hết không có làm gì được hết, bỏ luôn cái Airlax luôn. Mùa mưa là lấy xe số đi, lấy mấy cái Future Now á, vậy mà đi sướng đó. Hay không à, có hôm mà trời hồi xưa tôi đi làm mà trời mưa các bạn biết không, tôi có xe số xe đi đâu, tôi chơi luôn Exeter đi luôn, tôi lại khoái đi xe số Exeter gài xuống, ngày này cứ đi xe số tôi chứ đi xe tay ga là chết thật luôn. Thôi cũng cầu mong cho đồng bào chúng ta, các bạn nào ai có hỗ trợ được không thì thôi kệ, lo lắng thì lo lắng cũng không sao, rất là ngại vấn đề này thật sự luôn. Đang như thế nào và có người dân nào đang gặp khó khăn và cần kêu cứu không ạ? À, vâng, theo như thông tin tôi nhận được thì trong 12 giờ đến 12 giờ đến 24 giờ tới thì mực nước tại các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình thì có khả năng sẽ vượt lên trên mức báo động 3, và mực nước lũ ở cây cao thì có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng ở thấp trung thấp ở ven sông, bãi đồi ngoài đê chính và gây tràn vỡ đê bối ven sông, sạt lở và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê kè và công trình ven sông thuộc các tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Ninh Bình, và nguy cơ có thể sẽ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, và thậm chí là cả lũ quét và sạt lở đất cũng có thể xảy ra ở các sườn dốc quanh khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đây là những thông tin cảnh báo nguy hiểm đến đối với những người dân đang sinh sống tại khu. Nếu mà nước mà dâng lên nữa thì các cái vùng mà vùng ven, cái vùng mà Hà Nội mà cái mấy cái vùng mà nó gần gần vùng trũng, mà cái vùng mà gần sát ở cái phía bờ sông Hà Nội, nói chung là vùng ngoại ô mà vùng mà trồng lúa trong đồ thì sẽ bị lụt, chứ nội đô thì chắc là khó thôi, nội đô người ta làm cao lên chết dở thật. Bây giờ Thái Bình cũng bị luôn, Thái Bình bị nặng, những cái tỉnh đó là ngày xưa họ không, hôm vừa rồi mấy ngày nay không bị bão nhưng mà họ bị ảnh hưởng của lũ, mà lũ này từ trên cao đổ xuống, ông Trung Quốc ông vô ông xả lũ luôn, khổ thật. Cho nên là khi mà bị lụt thì các bạn biết người ta hay leo lên bờ đi, cái đường mà tôi không biết ở ngoài ngoài Hà Nội như là trong này đường Thành phố Hồ Chí Minh nó thì ở giữa thì nó cao, mà nước thì nó hai bên thì nó lại xuống vậy để cho nước thoát đúng không? Thì mà trời mưa vậy đó là mình cứ đi ra giữa, đi ra giữa đường thì gặp xe tải xe container rất nguy hiểm, nhưng mà họ vẫn cứ đi ra giữa để nó khỏi chết máy, đi ra giữa thì nước nó xuống đây nè, chứ còn đi 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 ở trong á là chẳng những nó chết máy mà nước nó xuống ào ào ào, nó cũng cuốn luôn cả cái xe cả người đi luôn, bởi vì xe tải xe container nó chạy ở ngoài là nó té nước vào vô trong, đi rất là nguy hiểm, vừa xe vừa cổ vừa ra ngoài, không thì nó chết máy khổ. Cái hôm nào mà vô tình mà đi xe xe hai bánh mà nó bị một cái rồi thì coi như xong luôn. Rồi chúng ta theo dõi tin tức tới thời điểm gì để các bạn ấy, để chúng ta ấy anh nha. Cho nên là các bạn nào có hỗ trợ được cho ấy thì các bạn cứ đi vào những cái này nha. Vừa rồi tôi cũng nghe thông tin một số nghệ sĩ trong và ngoài nước họ cũng hỗ trợ ủng hộ đồng bào miền Bắc, nhưng mà điều kỳ này tôi lại khen các cái nghệ sĩ đó là họ chuyển thẳng tiền vào ở trong các cái đơn vị mặt trận tổ quốc, rồi nào là hội chữ thập đỏ, họ làm như vậy là chính xác đúng.
cứ chuyển vào đó. Và nếu như họ dùng cái uy tín của nghệ sĩ thì họ kêu gọi các fan của họ cùng chuyển tiền vào đó, nghĩa là kêu gọi fan đóng góp tiền vào đó, chứ họ không đứng ra họ thu nhập. Cái đó thì rất hay, nên là tôi thấy hiện nay đã có một số nghệ sĩ làm, và chuyện đó chúng ta cần nên lan tỏa. Cái chuyện gì họ làm tốt, làm đúng thì chúng ta nên ủng hộ, nên 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 có cái là động viên. Còn những cái chuyện gì mà bậy bạ thì đương nhiên chúng ta không thể là sai được ha. Còn 5 mét nữa mới tới mặt đê à. Mình không biết mặt đê thì như thế nào. Không phải chuẩn bị ứng phó tất cả mọi việc. Tôi thấy có quân đội vào là tôi yên tâm rồi. Bây giờ là người dân, nghệ sĩ, những người nào nổi tiếng thì cứ kêu gọi đóng góp vào là hay nhất. Còn mọi việc thì để cho các cơ quan, ban ngành họ làm, nó có chuyên môn. Ví dụ như báo chí họ làm thì nó báo chí thì họ được quyền tác nghiệp mà. Cho nên họ làm thì họ sẽ được có sự hỗ trợ của quân đội, của chính quyền, của công an, nên chúng ta không lo. Còn cá nhân chúng ta đi nhiều khi ra ngoài làm chả được bao nhiêu mà nó vướng tay vướng chân, làm ảnh hưởng cơ quan chức năng trong vấn đề mà cứu cứu trợ nha các bạn. Rồi chúng ta xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Bạn nào có buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ đi nhé. Mình tiếp tục trao đổi một số hàng hóa để cho các bạn nào ngày mai các bạn thức dậy sớm các bạn nghe. Khán giả mình là có vấn đề mà sáng, một là khán giả nước ngoài họ giờ này là đang ban ngày của họ họ xem, còn khán giả của Việt Nam thì đi ngủ, nhưng mà 5 6 giờ sáng dậy, mấy người lớn tuổi mà dậy mở ra xem là 7 giờ 6 giờ là gọi điện thoại đặt hàng rồi. Cho nên nào mình thấy khuya quá mình không nói thì các bạn là nói cô cứ nói đi sáng thế lại không nói không biết. Mặc dù hàng mình mua quen rồi nhưng mà phải nói mới biết mua, không không mua thích nói là để mua à, thôi kệ cũng chiều khán giả luôn nha. Thì mấy cái sản phẩm ngày hôm qua mình nói rồi, bây giờ mình nói những cái sản phẩm khác. Ngày hôm nay là rất nhiều bạn mua cái sản phẩm mà sữa tắm trẻ em bé đó. Mình nói nhập hàng về mà bữa nay mình nhập được mới có 50% số lượng hàng, 50% của cái mặt hàng của mình nó chưa đủ hết nữa. Mình vẫn còn hàng nhưng mình phòng hờ cái tình hình này là Hà Nội là xin thưa các bạn là nhanh lắm là nửa tháng nữa mới phục hồi sản xuất, chưa kể là điện mất rồi không biết mấy cái nhà máy nó có bị ngập không, tại vì mấy cái nhà máy sản xuất của tập đoàn mình đó, thì nó không phải chỉ nằm tại Hà Nội không, nằm tại Ba Vì, có nơi nằm tại Hòa Bình, nó có nằm ở nhiều nơi để nó phụ thuộc vào cái vấn đề là cái nguồn cung sản xuất với là thuê lượng cái đầu tư vào đó, thuê lượng cái lượng công nhân, chứ nằm ngay tại quanh quanh Hà Nội không thì cũng dễ. Có chỗ nằm chỗ huyện Chương Mỹ nè, đa số mấy khu công nghiệp mà sản xuất cái thì nằm bên ngoại ô Hà Nội chứ đâu có nằm nằm nội ô đâu, nằm Ba Vì là cũng ngoại ô đúng không, Chương Mỹ cũng là ngoại ô. Trên là cái lượng một kỳ này sản xuất có bộ bị chậm hàng, may là mình đã trữ hàng bán cho được cũng được khoảng nửa tháng, hàng của mình bán được không biết nổi nửa tháng, sợ tuần 10 ngày nó hết rồi, kệ tới đâu hay tới đó chung thôi. Mà lúc này là mấy bạn ngoài miền Bắc là đang bị phía Bắc là mấy hôm nay là bằng phía Bắc là ngưng không có mua hàng đó, chứ mấy bạn đó mà mua chắc hàng không đủ rồi, mấy bạn nó mua nhiều lắm, phía Bắc mua nhiều lắm. Em có ra Hà Nội mà không thấy hả? NMN còn khuyến mãi không hả? Bạn đây Minh Nguyễn nè, NMN vẫn vậy bạn, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2. Nhưng mà NMN thì chắc phải là bữa nay là mình có được một một 100 hộp là bữa nay đã hết sạch rồi các bạn. Này đã hết rồi. NMN ít nhất phải là 10 10 ngày, nếu mà trời yên sóng biển. Mình nói 10 ngày chứ chắc cũng phải thành 15 20 ngày đó. Mình thấy cái tình hình này. Hiện nay hàng đang có ngoài Hà Nội nhưng mà không chuyển vào được. Không cách gì chi chuyển vào được hết. Nên phải đợi xong mới chuyển vào. Bạn nào thích đặt thì cứ đặt sẵn khi nào có thì mình để cho các bạn, còn không phải tới lúc nào có mình không thì đặt, còn khuyến mãi thì nó vẫn như vậy các bạn, vẫn ok vậy không có gì thay đổi nhé. Đây Minh Nguyễn là Zalo hả? Con đang đi đâu mà đi đâu hết nhà?
Các cái sản phẩm về trẻ em á, thì hôm qua các một số bạn lại hỏi lại. Đây, ông em là có rem nè các bạn. Là bộ não của trẻ em ha. Và ăn ngon trẻ em thì có 3 loại là bộ não. Với khuyến khích cho trẻ ăn ngon. Với canxi, đây là 3 loại của trẻ em. Và bây giờ thêm một loại thứ tư nữa đó là sữa tắm. Sữa tắm thảo dược. Mấy cái loại này chúng ta sẽ dùng là từ 1 tuổi trở lên mới dùng. Mấy cái loại sản phẩm này ha, là từ 1 tuổi trở lên mới dùng. Từ 1 tuổi cho tới 10 tuổi ha. Cái này là khuyến khích cho trẻ ăn ngon. Những bé nào mà lười ăn nè, ăn hoài không lớn nè, cái kiểu nó cứ ăn này nọ, cái ăn không thấy chán, là mình đưa cái này vô cho nó, là sẽ kích thích nó ăn. Cái này dành cho những bé nào còi xương, xương được không phát triển, xương yếu thì ăn này. Và các bạn lưu ý là cái này á, là kể cả người già mà bị cái dạng như là cái hệ nhai nhai không được, hoặc là họ bị cái gì đó mà họ phải truyền dịch thì nọ, thì chúng ta có thể cho dùng siro này được, dành cho canxi cho người già được nhé. Cái não này cũng vậy, cũng kể người già và trẻ em. Các em cũng phải từ 1 tuổi trở lên mới dùng được. Cái bộ não nè, cho những bé nào mà tăng động chậm nói nè, nó không có sự chú ý nọ kia đó, mình thấy nó không có phát triển đồng đều, hay nó bị có kiểu như là tự kỷ vậy nọ. Rồi thì thôi nào về tính. Còn cái việc đi hóa đi. Thì đây các bé này phải từ ít nhất là 1 tuổi, 1 tuổi hoặc là 2 tuổi trở lên thì mới dùng được. Còn sơ sinh là không có dùng. Riêng mà riêng cái sữa tắm này á, thì từ bắt đầu là sơ sinh, để sanh ra mà khi nào tắm là dùng được rồi đó. Cái này dành đặc biệt cho mấy bé, sữa tắm thảo dược dành cho bé từ sơ sinh trở lên nha. À, sản phẩm của chị em thì có 4 loại này. Bốn loại này đây. Hôm trước một combo này thì nó là hình như 600 mốt, bao nhiêu vô là mình tổng giá, nhưng mình bán giảm cho các bạn còn là 550 nha. Đây, nguyên một combo này. Còn sữa tắm trẻ em thì không cần khuyến mãi, giá của nó là 180, mình bán cho các bạn 150, coi như bán trẻ em mình phải ưu tiên, nó giảm 150. Đó là những cái sản phẩm về trẻ em chúng ta dùng. Những sản phẩm này các em bé dùng, mấy bạn ở nước ngoài mua gửi qua bệnh cũng nhiều lắm, có 2-3 bạn mua rồi. Nhưng ngoài ra cái này á, chúng ta có thể bổ sung thêm cho trẻ em một món nữa. Đó là gì các bạn? Đó là hồng sâm. Hồng sâm nước á. Hồng sâm nước thì trẻ em từ 1 tuổi trở lên là dùng được rồi nha. Hồng sâm nước thì trẻ em, người già gì ai dùng cũng được đó. Nhưng mà từ 1 tuổi trở lên là dùng được. Cái hồng sâm này nó kết hợp với cái này á, thì nó sẽ làm cho trẻ mà ăn ngon và phát triển rất là tốt. Lười ăn này nọ kia. Người lớn thì cái kiểu như cái người mà bị còi xương này nọ kia không phát triển, hoặc là những cái bạn nào bị huyết áp thấp. Nói chung là hồng sâm là nó bổ dưỡng, chúng ta nên dùng cái hồng sâm này phát triển. Hay những bạn nào mà mới bị mổ này nọ kia đó các bạn, thì nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Cái này nó phục hồi nhanh. Ủa, viên uống tiểu đêm này trước sao các bạn lại hỏi mình vậy? Cái viên uống tiểu đêm này là mình đã nói rồi, là một hộp là 250, mua hai hộp thì tặng một hộp. Cái này là từ hồi xưa tới giờ không thay đổi nha các bạn, không thay đổi. Một hộp là 250 mà hai hộp thì được tặng 3 hộp. Và bây giờ trong cái chiến lược kinh doanh thì nó cũng có một cái sự thay đổi, đó là tất cả những cái sản phẩm mà giá 250 không giảm giá nữa, bán đúng giá 250. Nhưng nó có một cái vấn đề, sản phẩm mà 250 là bao gồm có gì? Kem chống nắng đúng không? Kem chống nắng thì tuyệt vời lắm nha các bạn, đầy đủ tinh. Nó tuy là mang tính là kem chống nắng nhưng mà dưỡng chất mà để dưỡng da thì rất là nhiều, rất là nhiều. Cái này các bạn chỉ cần một lớp meso này. Lớp meso này. Xong rồi bạn đánh một lớp này lên thôi. Tại nó để mặt vào nó sáng bừng mà nó dưỡng da. Bởi vì cái này nó dưỡng rất là nhiều. Có tinh chất rau má, có tinh chất hoa cúc.
có đầy đủ nhiều dưỡng chất, có cả, mà các bạn lưu ý là trong tất cả sản phẩm của mình đều có collagen và đều có nhân sâm nha, đều có collagen và đều có nhân sâm, đặc biệt là cái chỗ đó. Cho nên là bây giờ những cái sản phẩm này nó sẽ không giảm giá nữa. Ông biết ngày trong vài bữa trong live nó có giảm hay không, nhưng ngày thường nó không giảm giá, nhưng nó có một cái chiến lược khác, nó lại có lợi hơn cho các bạn. Ví dụ như cái này ngày xưa, bây giờ là 200, 250 là mua 2 tặng 3 ha. Bây giờ tất cả những cái sản phẩm này, cái này là 220 nè, vẫn bán đúng 220, ngày thường vẫn là 220 thôi, chỉ có giảm trong live thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu các bạn mua một hộp là 220, nhưng các bạn mua 2-3 hộp, cái này thì là 2 tặng 1, nhưng mà riêng mấy cái sản phẩm này các bạn mua 3 hộp được tặng 1 hộp. Meso 3 hộp tặng 1 ha. Kem dưỡng nè, mua 3 hộp được tặng luôn 1 hộp. Chứ chính ra mua 3 hộp được tặng 1 hộp các bạn lời hơn. 3 hộp là 750 đúng không? Mà bây giờ chia cho 750 là trả tiền 3 hộp, mà bạn tặng hộp là 4 hộp, chia cho 4 chạy ra có 180. Giờ giảm 200 đâu bằng, giảm 220 cũng đâu ngon bằng. Mua 3 hộp tặng hộp các bạn còn có 180.000 hộp. Cái này cũng vậy, mua 3 hộp là 660 luôn, được tặng hộp. Chạy ra hôm trước là giảm các bạn 180 luôn, mà nếu mua 3 hộp tặng hộp chạy ra có 160.000 hộp. Đó, tất cả bây giờ trên công ty đó nói là nếu tặng, bây giờ nó không giảm nhưng mà nó tặng là mua 3 hộp, nghĩa là nó giống như là collagen với là NMN vậy đó. Cái này là hệ mua 3 hộp thì được tặng 1 hộp. Cái này mua 3 hộp được tặng 1 hộp. Sữa rửa mặt cũng mua 3 hộp được tặng 1 hộp. Tất cả những cái sản phẩm màu vàng đó là mua 3 được tặng 1. À, cái gì kem dưỡng body cũng vậy, cũng mua 3 hộp được tặng 1 hộp. Mua 3 tặng 1 nha. Cái này sản phẩm của nó hàng cao cấp mà nó rất nhiều dưỡng chất, mà nó bán cái giá này rất rẻ rồi, tại nó cạnh tranh với hàng ngoại nhập á cho nên nó mới bán cái giá này, chứ của nó dưỡng chất sợ nhiều khi còn hơn cả hàng ngoại nhập nữa. Nó cạnh tranh hàng ngoại nhưng mà sản xuất trong nước, nó cạnh tranh với hàng nhập. Cạnh tranh với hàng sách tay, nó chính xác hơn hàng sách tay, về giá nó trời ơi đất hỡi. Là mua 3 hộp về được tặng thêm một hộp thứ tư. Giá hộp của nó là 220, các bạn mua 3 hộp là 660, các bạn được tặng thêm một hộp thứ tư. Còn nếu các bạn mua 1-2 hộp thì giá nó vẫn vậy. Chạy ra hộp có 160.000, có 160.000. Chạy ra nếu mà các bạn mua 3 tặng 1, chạy ra có 160.000. Cho nên tất cả những sản phẩm này mua 3 tặng 1 nè. Mua 3 tặng 1 nè. Sữa rửa mặt cũng mua 3 tặng 1 nè. Cái này thì bán đúng giá, nhưng mà mua riêng có cái anh kem chống nắng thì mua 2 tặng 3. Tặng 1 là 3. Con này mua 3 tặng 1 là 4. Đó nha. Nó rõ nha. Tất cả những cái sản phẩm mà của Hàn Quốc mà kem dưỡng da chống nắng này nọ, kem màu vàng á, cái bì màu vàng á, là mua 3 hộp được tặng 1 hộp theo giá hộp. Đó. Còn riêng cái kem chống nắng này thì mua 2 được tặng 1. Cũng giá hộp là 250 mua 2 tặng. Cho nên các bạn lúc mà nó rẻ thì các bạn mua, các bạn để nó thay đổi chiến lược kinh doanh. Bởi vì cái móc sàn của nó là cái giá hộp thì nó không có thay đổi. Nó không tăng lên ra khỏi vượt khung cái giá hộp, chỉ có giảm nhiều hay giảm ít. Nó tính ra nếu các bạn mua 3 tặng 1 chỉ là các bạn mua một lần số lượng nhiều, thật ra là giá nó rẻ hơn cái giá bình thường. Bữa hôm trước nó giảm thấp nhất là 220, giảm 180, còn 250 giảm còn 200 đúng không? Nhưng mà các bạn mua ra này còn có 160, cái anh này còn có 180 tính nó rẻ hơn nhiều. Chỉ có vấn đề chúng ta bỏ ra mua cái số lượng nó nhiều thôi. Thì họ bán được cái số lượng nhiều thì họ lợi ích, thì bù qua bù lại vậy thôi, đúng không? Mua 3 tặng 1, tất cả những cái sản phẩm này đều mua 3 tặng 1 hết. Chỉ có anh này là mua 2 thì tặng 1. Tại vì anh này anh của anh Nhật thì cái chế độ anh khác, còn anh Hàn Quốc thì cái chế độ anh khác. Cũng như là cái viên uống trắng da này cũng vậy, cũng mua 2 tặng 1 nè. Viên uống trắng da các bạn
Còn viên uống tiểu đêm thì là mua 2 tặng 1 nha. Đó là những cái sản phẩm đó là nói như vậy. Giải độc gan thì hiện nay là nhà mình còn đủ bán, thật sự là giải độc gan là bị gãy hàng rồi đó. Nhưng mình vẫn còn hàng cung cấp cho các bạn. Bên mình còn hàng đủ cung cấp cho các bạn. Sữa thì cũng vậy thôi. Sữa các bạn thấy họ cũng bắt các bạn mua 3 tặng 1 đúng không? Sữa là 380 cũng mua 3 tặng 1. Riêng các cái sản phẩm mà về thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đó, như là omega nè, hoặc là hồng sâm nè, hoặc là bây giờ kể cả nó cho luôn cả giải độc gan, cả omega, cả hồng sâm, cả hoa anh thảo, là những cái sản phẩm mà hoa anh thảo là sản phẩm mới. Hoa mới. Những sản phẩm này là giá hộp nó là 380 ngàn. Nếu các bạn mua một hộp thì các bạn sẽ trả đúng giá 380 ngàn. Nhưng các bạn mua từ hộp thứ hai trở lên, đây là mua một lần hai hộp thì nó sẽ tính các bạn là 350 ngàn. Đó. Riêng những cái tất cả những sản phẩm 380 ngàn này, nếu mua từ hộp thứ hai trở lên sẽ được tính 350 ngàn. IQ, nếu một hộp thì 450, nếu mua hộp thứ hai trở lên sẽ được tính giá 400 ngàn. Đó là cái chiến lược mới của công ty nó vậy, bắt đầu từ từ tháng 9 này. Đó là mình thông báo với các bạn vậy. Rồi chúng ta chào tạm biệt tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Các bạn nào có mua hàng thì cứ đăng ký vào cái số Zalo là 0935998839. Cái giá bên mình thì nó chỉ từ cái giá hộp trở xuống thôi, có thể là nó giảm giá từng hộp, có thể là nó theo cái chiến lược là nó tặng quà, tặng tặng không phải tặng quà khác mà là tặng của cái này nè, tặng cái sản phẩm này lên nè. Ngoài ra là tùy theo cái mỗi loại sản phẩm các bạn đã được thêm tặng thêm quà, và luôn luôn có một cái quy định là từ 2 triệu đồng trở lên tổng hàng thì các bạn sẽ tặng được một món quà ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có nghĩa là tùy theo lúc đó là shop có được cái quà gì thì tặng quà đó. À, nếu mà có nhiều loại quà tặng thì sẽ cho các bạn chọn lựa. Mà chúng ta trao đổi vậy, cái gì mai chúng ta sẽ gặp lại thêm những sản phẩm khác nha các bạn. Hàng của mình thì chắc chắn là hàng chính hãng, đảm bảo các bạn về nguồn gốc sản xuất và hàng chính hãng, không có giả viết vậy đây. Giả giá là đương nhiên là bên mình miễn miễn phí ship toàn bộ nhé. Tại một số các bạn là chưa mới vào chưa biết. Rồi, chúng ta chào tạm biệt ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Mai chúng ta sẽ gặp lại. À, giá này mình mua like ngày thường luôn nha bạn. Cái giá này là giá mình đang nói các bạn là mua like trong tất cả những ngày thường nha. Còn ngày chủ nhật thì nó sẽ có cái giá, có cái đặc biệt riêng, bởi vì ngày chủ nhật nó chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi.